Mỗi sáng Chủ nhật, một quầy hàng ở nhà văn hóa tổ 8, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi được mở ra. Ai cần thì đến mua với giá 0 đồng. Khách hàng là những người nghèo, người già khó khăn. Ai dư mang đến góp. Quầy hàng 0 đồng hoạt động chia sẻ như thế suốt 2 năm, bùng phát đại dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi. Đến hẹn lại tới, mỗi sáng Chủ nhật, ông Phạm Thời đến quầy hàng 0 đồng để nhận nhu yếu phẩm. Chủ nhật tuần trước, ông được nhận mắm, đường, còn sáng nay, ông đến để nhận dầu ăn, bột ngọt và nước tương. 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế gia đình ông khó khăn. Mỗi tuần thêm một phần quà nhỏ từ quầy hàng không đồng này giúp ông bớt chút được tiền đi chợ. Tôi nhận năm nay là 2 năm. Nhưng mà trước khi tôi đến đây á, là có thông báo tôi đã đến. Thì tôi thấy tôi rất là mừng. Vì tôi là người cô tuổi. Gia đình tôi cũng hơi cô. Thì trong lúc tới mà mỗi tuần như vậy là tôi nhận là những có món quà hồi sữa, hồi đường, hồi bột ngọt đủ thứ. Mỗi tuần là một phần quà khác nhau, tùy vào nhà hảo tâm đến tặng. Quà là những thực phẩm thiết yếu giúp đỡ người dân khó khăn, người già neo đơn hay trẻ em mồ côi bớt chút nỗi lo về bữa ăn hàng ngày. Mỗi phần quà không nhiều nhưng tuần nào cũng có. Thực tế là nó rất phù hợp với bà con về hàng tuần. Vì hiện nay tới năm thứ hai người ta biết chừng rồi. Từ chỗ đó người ta biết có thể lúc đáng ra tao là hết mắm ta mua. Hay giờ ta mua, nhưng thâu mê là chúng ta nhận quà là thâu khổ đi mua cũng được. Thế nên là thực tế ra, lần thứ hai là những người được nhận là đúng người nhận, chứ không thể nào là cắt người nhận mà đúng. Ban đầu quầy hàng xuất phát từ một nhóm thiện nguyện, rồi tổ trưởng tổ dân phố, phụ nữ, cựu chiến binh ở tổ dân phố 8, phường Chánh Lộ tình nguyện tham gia kết nối phân phát. Cứ sáng sớm Chủ nhật, các tình nguyện viên cùng với ban điều hành khu phố, tổ trưởng dân phố sắp xếp các vật phẩm cho gian hàng. Nhà hảo tâm có thể mang quà hoặc tiền đến quầy, tổ dân phố nhận, phân chia quà và trao cho người cần. Hiện tại thì mình tham gia hoạt động này cũng hơn 2 năm rồi. Hình thức ở đây thì là quầy hàng không đồng với cái tiêu chí là ai thiếu thì tới lấy, ai dư thì tới cho. Thì hình thức ở đây là không có quyên góp một lần mà mình sẽ chia ra thành nhiều đợt, và cụ thể là tới mỗi cuối tuần thì sẽ có những cái phần quà thiết yếu gửi đến người dân khó khăn, người lao động khó khăn trong giai đoạn này. Ví dụ như là mì, gạo, sữa, dầu, một chút tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân gửi cho người dân mình trong giai đoạn khó khăn này. Hiện nay lúc trẻ thì làm công việc của nhà nước, công chức chất là công nhân nữa. Còn những hiện nay bọn chú nói chung là già. Hiện nay nằm trong một chú là phó thư tổ trưởng, mặt trận, cựu chiến binh, phụ nữ và nông dân. Thì chú thành lập một tổ thiện nguyện để hàng tuần và chúng ta giúp. Thì trong tổ có ý kiến là hiện nay mạnh thường quân người ta bỏ tiền ra mua quà thì chúng ta báo công ra để mà phát cho những người dân khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay vừa bị Covid mà hoàn cảnh khó khăn đó. 2 năm đại dịch bùng phát ở Quảng Ngãi, người dân có hoàn cảnh khó khăn thêm phần khó khăn. Ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho. Quầy hàng không đồng duy trì hàng tuần, tạo thêm nguồn động lực giúp dân nghèo vượt qua giai đoạn này.